Em nát có bạn trai mới rồi à? Nhìn lịch sự bánh bao quá nhở. Rồi nhìn mình này. Nhưng mà không, đợi tí, không thể bỏ qua cái chuyện này được. Sai, sai đẹp. Trời, chú vậy à? Trời, thời tiết 39 40 độ chú mặc như thế chứ không thấy nóng à? Tao không quan tâm, quan trọng là bây giờ tao đang khoác lên một cái outfit cực ngầu để dành tình yêu lại từ mày. Cô nghĩ cháu với cô yêu nhau à? Cháu với cô là hai cô cháu mà yêu nhau kiểu gì? Chú bị ấm đầu à? Tao chỉ cần biết là bây giờ em Nát đang nhìn tao với ánh mắt hai hình trái tim. Em, tình yêu của anh lại đây với anh nào. Dạ, em đây. Nhưng mà chú vậy à? Cháu hỏi lại là chú không thấy nóng à? Mê. Không mê sao được. Xe ai free, dưa lưới bạc hà. Thế lạnh tức thì đầy sáng khói.